mang đầy thương tích. Dù xa cách hai ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn cùng nhau một ánh trăng ngàn, một tiếng chim ngàn, một làn gió biển, một sớm mai xuân chưa thầm ra chiến cây trời xanh sao xuyên. Ơn trên đâu ta vẫn còn hái hoa tặng nhau. Xin báo cáo với thủ trưởng và tất cả xin được làm việc. Báo cáo với thủ trưởng Ngô Văn Hùng, nay đây là tại nhà đồng chí Trần Công Hoàng, là thương binh của đoàn. Nay thì cũng xin báo cáo với thủ trưởng đã có lời mời ủy ban và trưởng khu để chứng đây, nhưng thì có cái sự xin báo cáo là ông trưởng ban ở trong kia thì đang bị niêm phong, thế xã cũng không nghe ai cả. Ông trưởng khu ở đây thì cũng đang ở cái tình trạng coi là dán cờ đỏ Covid, cho nên là mong thủ trưởng là thông cảm vì hôm nay đã có sự báo nhưng không có mặt được. Xin báo cáo với anh Hoàng và bà Mát, ông Hoàng và bà Mát. Đây là xin báo cáo với thủ trưởng, đây là phu nhân của ông Hoàng, kế tại gia đình ông Hoàng. Gia đình các cụ thì cũng đã qua đời hết rồi, thế rồi chỉ còn gia đình ở tại đây. Hôm nay là được sự quan tâm của thủ trưởng đã đến thăm, tình cảm tình nghĩa thì tôi xin trân trọng giới thiệu thủ trưởng Ngô Văn Hùng, thiếu tướng nguyên phó tư lệnh quân khu 2, trưởng ban liên lạc của sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ, cùng các thành viên trong ban liên lạc của sư đoàn 320 đã có mặt tại đây để thăm đồng đội với những cái ngày cuối năm của cái tình cảm mà đơn ca cư anh em trong đơn vị đã đặt ra là sẽ thăm, có những năm mà thăm được rồi đấy, thì xin ý kiến với thủ trưởng, xin mời thủ trưởng. Okay. Yeah. Năm ngoái đi dự cái kỷ niệm 70 năm ngày thành lập sư đoàn ở dưới Việt Thiếu. Tôi báo cáo với gia đình là chuẩn bị bước sang năm mới, năm Nhâm Dần 2022. Thì hôm nay theo cái chương trình kế hoạch thì thường trực ban liên lạc bạn chiến đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ thì chúng tôi đến thăm gia đình anh Hoàng. Thế và đồng thời như vậy là xin chúc anh chị cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe sang một năm mới thì nhiều cái mới, đúng không? An khang thịnh vượng. Đấy, các cháu thì học hành công tác tiến bộ. Thế và chúc tất cả các anh có mặt trong buổi hôm nay sang một năm mới mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Nhân dịp này thì thường trực ban liên lạc có một cái chút quà, vừa là chúc Tết vừa là tặng anh chị làm kỷ niệm. Quà thì của ít lòng nhiều. Đấy. Vâng. Là trước hết là thay mặt gia đình xin cảm ơn thủ trưởng với tất cả anh em đồng đội trong ban liên lạc. Hôm nay được vinh dự, gia đình tôi vinh dự được thủ trưởng với tất cả anh em trong ban liên lạc đến chơi thăm gia đình. Trước hết là thăm gia đình, biết nhà biết cửa, chúc sức khỏe gia đình. Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn thủ trưởng với tất cả các anh em công an liên lạc đến chơi gia đình. Thì là thay mặt gia đình xin chúc thủ trưởng với tất cả anh em đồng đội mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đến bây giờ vẫn còn được như thế này là mừng lắm rồi. Được thủ trưởng đến thăm thì xin chúc thủ trưởng với các anh em là có một sức khỏe dồi dào sau năm mới. Gia đình gửi lời đến gia đình, chúc gia đình an khang thịnh vượng, gặp mọi sự may mắn. Bây giờ có lẽ là
là ta ra trước cửa để chụp với gia đình Kiều Bảo nhé. Đấy, thì sau đó là giữa thế kỷ